chị em mình sẽ làm món bún nước tương nha các bạn. Nguyên liệu mình để nấu món bún nước tương nhanh gọn lẹ, thích hợp cho cái thời tiết mà trời nó mát mát, thanh mát như thế này, thì mình đã bày đầy đủ nguyên liệu trên bàn sau đây nha các bạn nhé. Nửa ký thịt nạc, ký rưỡi bún nhỏ, 4 miếng đậu hũ, 200g giò chiên, tỏi ớt giã nhuyễn, tí nữa mình làm nước mắm, đậu phộng, 5 trái trứng gà, tắc, một củ hành tím và gừng, 2 lạng nấm bào ngư, rau xà lách và rau thơm, giá, hành và dưa leo, tí nữa mình ăn kèm với bún nước tương nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mang thịt vào mình trụng và mình luộc nha các bạn nhé. Cho thịt vào mình trụng. Muối các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần thịt này ra rổ rửa nha các bạn. Thịt heo mình rửa sạch rồi, giờ mình sẽ luộc thịt heo nha các bạn. Mình cho vào củ hành tím, một củ gừng thái mỏng, ít muối. Đây mình để mình luộc thịt heo cho nó mềm. Cái phần thịt mình luộc được rồi nha các bạn. Mình sẽ rang đậu phộng các bạn, cho một ít muối. Đậu phộng mình rang được rồi nha các bạn. Cái đậu hũ mình sẽ bổ làm đôi nha các bạn. Và mình chiên nó lên cho nó giòn lắm. Chiên đậu hũ lúc nãy mình chiên trứng luôn nha các bạn. Trứng mình không có nêm nếm gì hết các bạn ạ. Cho một xí hành lá thôi. Tiếp tục mình sử dụng lại cái chảo mình chiên trứng để mình xào cái phần nấm bào ngư nha. Khi hành thơm rồi cho nấm bào ngư vào nha các bạn. Cho thìa lưng bột lên. Không cần cho nước các bạn, nấm thịt nó ra nước. Cho ít tiêu xay. Nấm bào ngư mình xào được rồi nha các bạn. Tắt bếp. Các bạn ơi, nguyên liệu mình đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt những nguyên liệu này ra để trang trí một cái mâm bún nước tương thật là thơm ngon nha các bạn. Cái phần rau xà lách và các loại rau thơm ấy các bạn, thì mình thái thật là nhuyễn nha các bạn nhé. Cho một chút giá các bạn. Leo mình thái sợ. Thịt mình sẽ thái sợ nha các bạn. Mình cũng thái sợ. Đó, các bạn chiên các bạn cuộn vào thái nó dễ các bạn. Đậu hũ mình cũng thái sợ. Chả lụa mình thái sợ luôn. Mình để ở giữa. Nấm bào ngư. Hành phi. Đậu phộng dạ dập các bạn. Mình sẽ pha cái nước phần nước tương tỏi ớt để ăn với bún nước tương nha các bạn. Mình dùng cái nước dùng của luộc thịt đó các bạn, nửa tô. 5 thìa nước tương, mình dùng nước tương Maggi nha các bạn thì nó đậm đặc hơn. 5. Mình cho vào 3 thìa đường nhỏ. Thìa rưỡi nước cốt tắc. Một nhúm muối nhỏ. Mình sẽ hòa tan cái phần đường và muối tan vào trong phần nước tương và nước dùng nha các bạn. Mình sẽ cho hết các phần tỏi ớt mình đâm nhuyễn. Vậy là mình xong một cái chén nước tương để ăn với bún nước tương nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã làm xong một mâm bún
nước tương thật là thơm ngon rồi nha các bạn. Nhìn là cũng hấp dẫn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Mình mời các bạn ly nước kem. Hôm nay mình uống nước kem các bạn ạ. Đã quá các bạn ơi. Một tô hoành tráng không các bạn. Một tô mình trang trí cho mình khổng lồ. Bây giờ mình sẽ chan cái phần nước tương lên nha các bạn. Vô các bạn. Nước tương mình pha chế không có mặn đâu nha các bạn. Cho nên mình chan nhiều vào các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ơi. Dùng cái tô bún nước tương của mình lên các bạn. Tô bún nước tương này thích hợp cho sinh viên này, công nhân này, tất cả mọi người luôn các bạn ạ. Mà nấu thì rất là nhanh các bạn ơi. Mình mời các bạn nhé. To quá các bạn ạ. Đã quá các bạn ơi. Nước tương ăn cái mặt. Cái pha chế, cái cách pha chế nước tương nó ngon nữa các bạn ạ. Quên theo cái phần rau sống này, giá này, đậu hũ, tất cả mọi thứ mình chiên sẵn lên này các bạn. Thịt mình luộc cũng ngon nữa các bạn ạ. Một tô bún nước tương tuy là đơn giản nhưng mà ăn rất là hoàn hảo, đập đà luôn các bạn ơi. Thịt cú mèo. Bạn nào mình chưa thử cái món bún nước tương này á các bạn. Các bạn xem xong cái clip của chị em mình á, các bạn cứ thử làm cho gia đình mình thưởng thức cái món bún nước tương này các bạn ạ. Ăn rất là ngon luôn á các bạn ơi. Cái phần nấm bào ngư á các bạn. Ăn nó dai sần sật ngon quá các bạn ơi. Phải gọi là một món ăn hoàn mỹ luôn nữa các bạn. Ngon tuyệt vời. Món bún này hồi sinh viên mình hay ăn lắm các bạn ạ. Ngon quá. Nhưng mà cái thời mình ăn đó các bạn, chưa có cái món chả lụa và cái món thịt heo mà mình không có mua, mình chỉ có món đậu hũ và trứng thôi các bạn ạ, mà ăn vẫn ngon các bạn ơi. Nước
tương phải gọi là đậm đà đúng không các bạn, ngon tuyệt. Ngọt quá các bạn, no bụng một tô. Mời các bạn ăn thưởng thức một tô bún nước tương, một ly nước cam, còn gì là bằng nữa đâu các bạn, sướng nhất rồi các bạn ạ. Thì các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong tô bún nước tương thật là thơm ngon đậm đà luôn đấy các bạn ơi, phải gọi là một thưởng thức một cái tô bún nước tương thật là xuất sắc luôn đấy các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành một ít phút thời gian theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình chia sẻ đến cho các bạn cách làm bún nước tương đơn giản mà nấu nhanh để cho gia đình mình thưởng thức rồi nha các bạn. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và xem clip của chị em mình được vui vẻ hơn. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.